Trên thế giới, cựu Tổng thống Donald Trump không nhận 34 trọng tội bị cáo buộc. Phần Lan gia nhập NATO, Nga dọa đáp trả. Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện tiên quyết để đối thoại hạt nhân với phương Tây. Cảnh báo sóng thần sau động đất tại Philippines. Tại Việt Nam, nhiều ngân hàng gửi cảnh báo về tình trạng tin nhắn SMS giả. Dừng huy động 400 người tham gia giám định cầu bộ ở An Giang. Kon Tum lại xảy ra động đất, chuyên gia khó dự báo sớm về thời gian. Hi, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình trưa nay ngày 5 tháng 4 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu là tin tức, cựu Tổng thống Donald Trump không nhận 34 trọng tội bị cáo buộc. Truyền thông Mỹ đưa tin vào hôm ngày 4 tháng 4, ông Trump đã bước vào phòng xử án ở New York để trình diện và nghe đọc cáo trạng. Trong đó, đại bồi thẩm đoàn đưa ra 34 tội danh nhắm vào cựu Tổng thống. Các cáo buộc chống lại ông Trump đều thuộc loại E, loại tội thấp nhất ở New York. Sau khi nghe cáo trạng, cựu Tổng thống tuyên bố không nhận tội. Ông đã quay lại Florida ngay trong buổi tối cùng ngày và đưa ra bài phát biểu quan trọng với quốc dân. Trước hàng trăm người ủng hộ tập trung tại dinh thự Mar-a-Lago, ông Trump cho hay, "Tôi chưa bao giờ nghĩ bất cứ điều gì như thế này có thể xảy ra tại nước Mỹ. Tội duy nhất của tôi là đã hiên ngang bảo vệ đất nước trước những kẻ tìm cách phá hủy nó." And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. Phát biểu, những người ủng hộ liên tục vỗ tay tán thưởng. Cựu Tổng thống nhấn mạnh, khi chúng ta đang trải qua những giờ phút đen tối nhất lịch sử nước Mỹ, tôi có thể nói rằng, ít nhất vào thời điểm này, tinh thần tôi rất tốt. Và cùng ngày, trong cuộc họp báo ngay sau phiên tòa, công tố viên Avi Prak cáo buộc ông Trump đã giả mạo sổ sách kinh doanh với mục đích là che giấu các hành vi phạm tội liên quan đến các khoản đóng góp chiến dịch tranh cử. Theo Prak, những hành vi này bao gồm các khoản trả tiền cho hai nữ diễn viên là Stormy Daniels và Karan McDougal. Tuy nhiên, thì bản cáo trạng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về việc ông Trump trả tiền cho bà McDougal. Ông Joe Tacobina, một trong ba luật sư của ông Trump tham dự phiên tòa, nói rằng, một công tố viên tiểu bang đang truy tố một hành vi xâm phạm luật bầu cử liên bang mà hành vi đó theo các quan chức luật bầu cử liên bang là không tồn tại. Thẩm phán John Merchant đã ấn định phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 12. Phần Lan gia nhập NATO, Nga dọa đáp trả. Vào hôm ngày 4 tháng 4, Phần Lan chính thức gia nhập NATO. He expected to take Kyiv in a few days. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố tại buổi lễ rằng, trong gần 75 năm qua, liên minh vĩ đại này đã bảo vệ các quốc gia của chúng ta và tiếp tục làm như vậy cho đến ngày nay. Nhưng chiến tranh đã quay trở lại châu Âu và Phần Lan đã quyết định gia nhập NATO và là một phần của liên minh thành công nhất thế giới. Về phần mình, Nga trước đó tuyên bố họ sẽ tăng cường năng lực quân sự ở phía Tây và Tây Bắc để đáp trả việc Phần Lan gia nhập NATO. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov phát biểu trước báo giới vào hôm ngày 4 tháng 4 như sau. NATO mở rộng là hành động tấn công vào an ninh và lợi ích các quốc gia của Nga. Điện Kremlin cho rằng tình hình đang trầm trọng thêm và điều này buộc chúng tôi phải có biện pháp đáp trả cả về mặt chiến thuật và chiến lược. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu cùng ngày cảnh báo Phần Lan vào NATO và liên minh có động thái tăng cường sẵn sàng chiến đấu khiến nguy cơ xảy ra xung đột gia tăng. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc xung đột tại Ukraine. Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện tiên quyết để đối thoại hạt nhân với phương Tây. Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Argomenti Advocati xuất bản hôm ngày 4 tháng 4, Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov đã được hỏi về khả năng xảy ra xung đột hạt nhân do bế tắc với phương Tây về vấn đề Ukraine. Ông Lavrov cho biết vấn đề này có thể được mô tả chính xác nhất bằng câu nói, hai bên liên quan đều cùng có trách nhiệm. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga khẳng định Moscow tiếp tục cởi mở với các mối quan hệ, nhưng phải dựa trên sự bình đẳng và cân nhắc đến các lợi ích của Nga, nhằm mục đích chung là vì lợi ích của một môi trường lành mạnh hơn ở châu Âu và châu Âu, Đại Tây Dương, cũng như giảm thiểu rủi ro hạt nhân trong dài hạn. Ông cũng nói thêm rằng điều kiện tiên quyết chính ở phương Tây là sẽ phải từ bỏ thái độ thù địch đối với Nga.
Tuy nhiên, theo ông, phương Tây chưa sẵn sàng cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng, mà thay vào đó là tìm hiểu những cách thức mới để kiềm chế Nga. Cảnh báo sóng thần sau trận động đất tại Philippines. Vào tối ngày 4 tháng 4, cơ quan chức năng Philippines đã đưa ra cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh ngoài khơi đảo Luzon. Lệnh sơ tán cho dân ven biển hòn đảo này cũng đã được ban hành. Trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 4 theo giờ địa phương, cách đảo Catanduan khoảng 120 km và hiện chưa có báo cáo về thiệt hại và thương vong tại khu vực này. Tuy nhiên, cơ quan địa chấn Philippines cho biết trận động đất đã gây ra sự xáo trộn nhỏ ở mực nước biển, đồng thời cảnh báo sóng dâng gần 1 mét so với thủy triều bình thường sẽ xảy ra ở các đảo Catanduan và Samar. Cơ quan này nói rõ, dự báo những đợt sóng thần đầu tiên sẽ ập đến trong khoảng thời gian từ 9 giờ tối đến gần 1 giờ sáng ngày 5 tháng 4 theo giờ địa phương. Những đợt sóng này có thể tiếp diễn trong nhiều giờ. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai tỉnh Catanduan đã hướng dẫn, yêu cầu người dân ở khu vực gần bờ biển sơ tán lên vùng đất cao hơn để đảm bảo an toàn. Philippines là nước nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, thường phải hứng chịu các trận động đất, và đây là khu vực xảy ra nhiều hoạt động địa chấn và núi lửa kéo dài từ Nhật Bản xuống Đông Nam Á. Chuyển qua phần tin tức tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, thủ đoạn giả mạo tin nhắn SMS của ngân hàng không mới đã diễn ra nhiều năm qua, nhưng đến nay lại xuất hiện trở lại đi kèm các đường link giả. Khách hàng sẽ bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản và bị chiếm đoạt tiền nếu kích vào đường link giả và nhập tên, mật khẩu đăng nhập cùng mã OTP. Đáng chú ý, khi truy cập vào các đường link sẽ dẫn đến một trang web giả mà giao diện đăng nhập giống hệt như là giao diện của các ngân hàng, nội dung tin nhắn giả cũng thường xuyên được thay đổi. Tình trạng này diễn ra với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam khu vực Hà Nội và một số vùng lân cận. Khách hàng đã nhận được tin nhắn SMS thông báo về việc ứng dụng VCB Digibank bị kích hoạt trên một thiết bị lạ, yêu cầu bấm vào đường link đi kèm để xác nhận. Tuy nhiên, thì phía Ngân hàng Vietcombank khẳng định không gửi tin nhắn như trên, các tin nhắn có đường link đăng nhập dịch vụ VCB Digibank đều là giả. Đưa ra cảnh báo tương tự, Ngân hàng Hàng hải Việt Nam MSB cho biết yếu tố chính đánh lừa khách hàng là các tin nhắn giả được hiện trong cùng một hộp thư với tin nhắn thật của ngân hàng trên điện thoại. Với các nội dung như thông báo tài khoản có giao dịch bất thường cần xác thực hoặc tài khoản đang bị tạm khóa, các tin nhắn giả đều yêu cầu khách truy cập vào đường link đính kèm. Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng chỉ đăng nhập trên ứng dụng hoặc website của ngân hàng, tuyệt đối không bấm vào đường link lạ, không nhập mật khẩu, OTP, mã PIN, mã kích hoạt. Trong trường hợp đã truy cập vào đường link và tiết lộ thông tin, khách hàng cần khóa dịch vụ khẩn cấp bằng cách nhắn tin theo cú pháp hoặc gọi điện đến tổng đài. Thực tế là các link giả thường chứa rất nhiều ký tự khác biệt và các chuyên gia bảo mật lưu ý khi nhận được yêu cầu truy cập vào đường link, người dùng cần bình tĩnh và kiểm tra. Ở một sự việc liên quan, theo như thống kê của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia NCSC trong tuần từ 20 đến 26 tháng 3, trên trang web của cơ quan này có hơn 350 phản ánh lừa đảo do người dùng Internet Việt gửi đến. Trong đó có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo ngân hàng, các trang thương mại điện tử. Theo trung tâm, có nhiều trang web giả mạo các doanh nghiệp, nhà cung cấp, dịch vụ lớn như là mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử. Việt Nam hiện có nhiều người dùng các dịch vụ ứng dụng nước ngoài như các mạng xã hội, Payment, Apple, PayPal cần cảnh giác. Trở lại với vụ việc giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương. Tối qua ngày 4 tháng 4, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh này cho biết, bước đầu nghi can Giang Zonggu, 47 tuổi, người Trung Quốc, giám đốc công ty Vinh Nhuận đã nói lý do sát hại nữ kế toán. Theo lời kể của Gu, Tết năm 2023, nghi phạm này về quê, sau đó quay lại thì thấy hàng trong kho bị thất thoát nhiều. Ngoài ra, Gu còn phát hiện nữ kế toán lập một công ty khác có tên tương tự như là công ty của mình. Cho rằng kế toán trưởng chiếm đoạt tài sản nên Gu nhiều lần hỏi nữ kế toán nhưng người này không thừa nhận. Tuy nhiên thì đây cũng mới chỉ là lời khai một chiều từ phía của Gu. Và đáng chú ý, trước khi sát hại nữ kế toán vài giờ, nghi phạm đã rút khoảng 800 triệu đồng tại một ngân hàng. Số tiền này đã bị cảnh sát thu giữ khi bắt Giang Zonggu. Hiện cảnh sát tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Giang Zonggu và trong thời gian tới sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo như quy định của pháp luật Việt Nam. Về phía gia đình chồng nạn nhân cho biết, vợ anh từng nói rằng Giang Zonggu kêu gọi chị góp vốn nhập hàng từ Nga về bán. Và theo anh này, hiện cảnh sát đang giữ một đoạn ghi âm ghi lại cuộc hội thoại giữa vợ mình và nghi phạm trước khi sự việc xảy ra. Về việc Công an tỉnh An Giang đang kêu gọi 400 người tham gia giám định cầu Nguyễn Thái Học, thành phố Long Xuyên để xác minh nghi vấn sai phạm ở dự án. Vào tối qua ngày 4 tháng 4, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch tỉnh cho biết đã yêu cầu dừng việc huy động này.
Theo ông Phạm Văn Hùng, Phó trưởng Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải Việt Nam, do dư luận phản ứng nên đơn vị chuyển sang phương án thử tải tĩnh. Đây là cách truyền thống do tải trọng của cầu bình thường. Theo như thiết kế, cầu bộ Nguyễn Thái Học có chiều dài 128m, rộng 6,5m, có thể chịu tải là 6,5 kg trên 1m², tương đương gần 5.000 người. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Kon Tum lại xảy ra động đất, chuyên gia khó dự báo sớm về thời gian. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cho biết, lúc 4 giờ 49 sáng nay, ngày 5 tháng 4, giờ Hà Nội, tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra trận động đất 3,2 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 0. Trước đó, theo nhận định của Viện Vật lý Địa cầu, động đất ở Con Plong là động đất kích thích xảy ra do hoạt động của hồ chứa thủy điện tích nước gây lên. Động đất dạng này ở Kon Tum có thể kéo dài, liên quan chặt đến hoạt động tích nước của hồ thủy điện. Và thời gian gần đây thì động đất ở Kon Plong xảy ra thường xuyên hơn và có xu hướng tăng lên về độ lớn. Tuy chưa ghi nhận thiệt hại về người và nhà cửa, nhưng các rung chấn đã có ảnh hưởng nhất định. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện Vật lý Địa cầu cho hay, để có kết luận chính xác, thời gian theo dõi động đất phải đủ lớn và hiện chỉ cảnh báo có thể xảy ra ở một vùng nào đó chứ khó dự báo thời gian xảy ra động đất. Trên thế giới, các nhà khoa học cũng chỉ có thể đưa ra cảnh báo sớm về khu vực và độ lớn. Và theo tiến sĩ, điều quan trọng đầu tiên là phải đảm bảo tính bền vững của các công trình xây dựng. Tiếp đến là các biện pháp ứng phó để người dân nắm được những kỹ năng cơ bản trong phòng tránh và giải quyết hậu quả do động đất gây ra. Vâng, và những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Và đừng quên like và subscribe cho kênh quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!